Cái thầy tham biết mua một thùng hả thầy? Mới có một thùng rồi hả? Có phải mua hai thùng đi chứ. Mày mua vô cô này thùng nữa. Anh là Tiger gì vậy? Anh thùng nó của nó đầy trời uống. Bây giờ mua Tiger xanh thường. Tiger nào? Ủa, anh có Tiger bạc, Tiger xanh. Cũng mà. Cũng tổ xong rồi mình quay tiếp mà. Túng sổ xong là mình uống bia. Chị thôi con mua thêm thùng Tiger bạc đi. Bây giờ cũng tổ. Cũng tổ tại đồng phim. Giờ chạy đi mua đúng không? Trời ơi trời. Ủa bà Sơn Nghi, đâu ra bà ra đâu vậy? Đi, vô chụp đi. Chụp đi con. Bà vô có già. Cho mọi người đó luôn không anh? Chờ mọi người. Chờ đi. Chụp Sơn Nghi thôi mà. À chụp chị Sơn Nghi kìa. Mình nghi với tổ thôi cũng tổ đó luôn. Sao đứng nè. Đứng đâu hả? À? Đứng sao lại đó? Không, thường chúng người ta cúng về trước cho ai vậy? Ủa mà con mày... Hello, các bạn. Hôm qua mình đã cúng rồi nhưng hôm nay đồng phim tổ chức cúng tổ cho anh em. Những người ngày thường ở đây là... Thực ra những ngày ngày này là ngày Tết của anh em nghệ sĩ, những người làm bên ngành văn hóa, bên ngành nghệ thuật. Cúng tổ nha các bạn, dành cho những người làm nghề nghệ thuật, nghề sân khấu. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngày hôm kia, tất cả ai muốn đi cúng ngày nào cũng được, nhưng mà ngày hôm qua là ngày cúng chính. Đây đoàn phim Ngôi Sao Khoai Tây. Dạ má. Cây thôi. Đạo diễn lúc trước đi. Nhiều lắm. Thầy. Dỗ tổ nghề ăn cúng mình không dám nói nhiều. Hôm qua mình đã cúng rồi. Anh em ơi, xuống nút nhang. Việc cần đổ cúng tổ là đây nguyên đồng phim đứng lên giá xin lương đúng hạn đó tổ phù hộ cho nghe con lớn tí xíu đúng rồi. Đang cúng tổ ông Nguyễn Hữu Hồng Thanh, tôi không dám nói, người ta đang cúng, tôi không dám nói bậy bạ. Yeah, cảm ơn anh Hiền Phương. Bà vô rồi, vô. Mới vừa chửi nó xong rồi Hải Hoàng lên. Là anh chung luôn cái nữa.
hơn 8 lết hàng còn trong thùng tôi bán. Nhiều 8 lết. Bao nhiêu má? 8 lết 64 ly màu gay ở này bao nhiêu? Thắp nhang đầu tiên rồi. Bao nhiêu? Đạo diễn là người phải thắp nhang đầu tiên trong đoàn phim các bạn. Đoàn phim đầu tiên rồi. Tại vì anh không đang cúng không dám nói nhiều. Sợ mình không tôn trọng người đang cúng. Nói chung là về tâm linh. Nó nhỏ nhỏ. Rồi cúng hôm nay hai mấy mà? Đây. 26 à. Ai mua ai luôn. Nè nè, ai chưa ấy lại lấy gì vậy? Bao nhiêu? Của em. iPhone 8 rồi. Ai mua iPhone 8 dùng bán. Sao bà kêu iPhone 8 iPhone 8 dùng bán. Và iPhone này dùng xài rồi. Nhưng mà ở bên trong và bên ngoài hàng rất mới bởi vì bảo vệ rất kỹ, 8 tháng còn bảo hành. Và ai mua iPhone 8 lớp dùng chưa có đặt hộp, dùng từ bên Mỹ dùng sách tay đem về ngày 18 tay, hiện nay dùng còn ở trong hộp. Ai mua dùng bán, cửa hàng trả bao nhiêu dùng bán như vậy. Vậy em đặt hàng rồi. Cũng luôn bà. Cũng bà luôn đó. Cũng bà luôn đó bà dùng. Giá bà mua bên đó bao nhiêu? Giá mua cái gì? Ai mà biết vậy, mình mua lúc trước mình mua chỉ có 26 triệu thôi. 26 triệu bây giờ mà bán 6.2 triệu. Xin lỗi, mình có thể mình đặt được cái iPhone này được. Hay giờ bán 2.6 triệu đi má. Bây giờ. Và bây một cái iPhone 8 lớp chưa đập hộp màu ray. Không lộn. Màu ray 64 GB, hàng mới tinh cứng nhắc, điện thoại bên Mỹ sắp tay mình về. iPhone X này ở trong này kính cường lực trên và kính cường lực trong luôn, hai bên luôn. Kính cường lực thành ra khi mà mở ra rồi thì mới tin. Tin thấy chờ chị. Tôi đâu có khùng đâu mà tôi đặt. Chị dẫn cái đặt bả đi chị. Anh hứng kìa. Bạn nào muốn mua thì liên hệ với Phương Dung, nghệ sĩ Phương Dung. Với số điện thoại là. Nó kiếm bà Phương Dung mua số điện thoại. Phương Dung bán bao nhiêu? Đặc biệt ưu tiên cho người quen. Bà có free thêm gì nữa không? Bà bán điện thoại xong rồi có free gì thêm cho cái người quen không? Chứ không anh Tuấn là nhìn lén bà hoài luôn rồi đó. Hả? À. Có cái gì khuyến mãi thêm thì chơi nè. Chơi. Một đêm overnight. Đúng. Overnight cái gì? Đi overnight nha. Đó. Anh Liêm nói là thấp giá quá, rớt giá quá. Anh Việt Anh rồi, anh cũng đang mê muốn mua mà anh kêu là nghe là một đêm overnight xong ông bỏ luôn đi luôn kìa. Chỉ có 90 đô thôi overnight. Anh lấy điện thoại thôi, mua điện thoại được không? Anh Việt Anh mua điện thoại xong kêu công an bắt bả đi. Vô cái đường dây rồi. Rồi xong chưa? Bà bán giá 15 triệu iPhone X 64 GB. Hello các bạn. Thôi bây giờ nói chuyện hen. Hôm nay cúng tổ đoàn quay vào sáng giờ buổi trưa tranh thủ một tí xíu để ra cúng tổ xong anh em ăn cơm xong rồi tí xíu quay tiếp. Cảm ơn nha Diễm Hương, cảm ơn. Cúng ở đâu vậy Hải Hoàng Lê ơi? Cúng ngay đoàn phim, ngay phim trường luôn ạ. Bao giờ có gia đình số 1/2 hả chú Hiền Phương ơi? Gia đình số 1/2 hình như là tháng 11 sẽ khởi, khoảng chừng tháng 12 sẽ khởi bấm nha. Thôi bạn đang cúng nên không dám nói. Đúng rồi, Nguyễn Hữu Hồng Thanh, phim gì vậy Hồng Thu ơi? Đang phim Ngôi Sao Khoai Tây đang phát trên sóng HTV7 lúc 19:50-55 của mỗi từ thứ hai tới thứ năm hàng đêm nha, HTV7. Chị Dung ơi, mua cua không? Nguyễn Hữu Hồng Thanh, quỷ sứ. Hồng Thanh đem 5 ký cua con gì cũng như vậy anh Trung. Tiến Thành ơi, cũng tổ đó, cũng tổ nghề từ hôm qua hôm nay và hôm là anh em giới nghệ sĩ và giới làm nghệ thuật họ cũng nghề tổ nghề ạ. Cảm ơn nha Nhung Đoàn. Nhậu đi, không có nhậu được đâu Hải Hoàng Lê. Ăn cơm với món gì vậy? Ăn cơm không có không ai ăn cua đâu nha. Rồi. Phúc Vĩnh Bùi, tóc mình là tóc giả nha, mình mới đi nói á nha. Tóc nhìn thấy ghê hả? Ok bạn hả? Ok
bội quá. Dạng chơi chơi tóc thiệt nha. Chào anh, dạ xin chào Thu Thủy, Diễm Hương, Huyên Sắc, chào em. Em theo dõi các comment của anh với đồng nghiệp cười muốn lộn, lộn ruột. Dạ, cảm ơn nha Huyên Sắc. Ừ, tại anh lớn tuổi mà anh mất nết á, nên nó vậy á. À, Mỹ Hân, sao con? Cột tóc lên anh ơi, thoa trần sợ gãy tóc hết, tại lâu lâu mới cột cái cột hoài đó. Thứ nhất nó gãy tóc, thứ hai nữa nó giống hiện bây giờ hình như là cái tóc người ta để dài rồi cột lên kiểu như thấy của model của Thái Lan á. Thực ra là mình cũng cột kiểu đó rồi, nhưng mà đi ra đường lâu lâu mình đụng hàng á, mình ghét mà thôi mình để kiểu này. Thứ nhất là cho nó bụi đời, cái thứ hai á là tóc nó không gãy, vậy cái thứ ba là tóc mình đang dưỡng á. Tăng Khánh Duy ơi, cái đó cũng không biết nữa, cũng tùy à. Ok Trịnh Vân, tại vì thật ra tóc cái kiểu này là phải để cột lên, chứ để dài như thế này thì nó nhìn cái thứ nhất nó cũng có thể cái người nhìn vô là bụi, nhưng cũng có thể cái người gọi nhìn vào là nó gọi là nó dơ. Nhưng mà thật ra Trung thích nó tự nhiên, thích nó như tổ quạ. Thôi mình đừng có bàn về tóc nữa, tại vì hôm nay là ngày giỗ tổ đó. Ok bạn hả? Rồi, vâng. Ừ, Facebook của mình á, sao dạo này cái lượng follow á nó vẫn như xưa, mà hình như không biết mình post lên nó, những người follow hình như không thấy bài hay sao, nó bị tuột. Ok Mỹ Tiên, Hải Hoàng Lê, bụi đời trẻ lớn hả? Không, bụi đời nó không phải là từ cái hình thức, mà bụi đời là từ cái cá tính đó mà là mới hay, chứ còn bụi đời bằng hình thức cứ cố tình mặc áo lề xòe xòa cái đó là không. Trung thì thích bụi đời bằng cái tánh đó. Dạo này anh và anh Đức tương tác với nhau quá hen. Ở tại Đức hồi lúc rồi xin nó, lúc nó ạt anh, nếu có tại anh Đức ơi thì hay quá. Hồi lúc mà nó mới nói ạt anh có hỏi nó em có thường tương tác không thì mới ạt anh nha. Rồi nó nói ok anh ạt xong rồi thì nó đâu có thèm quan tâm đến Facebook của anh đâu, thành ra anh qua anh nhắc khéo nó mà. À, Facebook anh nó vậy đó. Lúc chưa ạt thì nói ok anh ơi ạt đi em sẽ thương tương tác, ạt xong rồi như là ta chán, do anh ăn ở hay sao không ai ưa anh hay sao, không ai thèm tương tác nữa. Thúy Thùy Hòa, chúc chú và ekip Nguyễn Hành. Các bạn ủng hộ phim của mình chứ các bạn, Ngôi Sao Khoai Tây. Phim của mình đang phát tới tập 29 rồi, phát từ thứ hai tới thứ năm hàng tuần lúc 19:55 trên kênh HTV7. Còn nếu như các bạn nào chưa xem những tập đầu thì có thể search trên kênh YouTube phim Ngôi Sao Khoai Tây, thì các bạn có thể xem lại được một số tập đầu để tiện theo dõi những tập kế tiếp. Phương Quanh, em vẫn tương tác với anh mà, nhưng mà em cứ đó mời anh mua cua hoài vậy, anh kỵ cua mà. Nguyễn Hữu Hồng Thanh, Cường Nguyễn anh vẫn thấy mà. Phương Quanh ok. Kim Mì Kim, tóc đẹp quá chú ơi, thank you nha. Ra đây. Sau khi cúng xong, làm như ngồi chờ. Nhưng mà cái lưỡi là bình thường là giống đã có duyên rồi, nhưng mà lưỡi giống có duyên đều. Cho ông tôi ăn cho nó có duyên quá. Có duyên chứ không phải là nhiều chuyện cho chúng đánh, hiểu không? Ăn lưỡi heo. Các bạn ơi, cúng tổ nè. Các bạn thấy khi cúng tổ con heo này, nghệ sĩ họ thường thích nhất là ăn cái lưỡi, cái chân và cái đuôi heo. Nè cái lưỡi nè. Ok đây là cái lưỡi nha. Đây là cái lưỡi heo. Cái lưỡi heo và cái đuôi, cái chân, nó có cái lý, nó có cái tích thế này. Cái đây là những người bậc tiền bối họ nói, có người nói thế này, người nói thế kia, nhưng phần lớn á, người ta lưỡi thì chung nghĩ cũng đúng. Lưỡi là để ăn nói. Mà nghệ sĩ khi họ bước ra
cái điều đầu tiên đó là cái ăn nói làm sao cho có duyên. Chính vì vậy khi ngày cúng á, người ta rất thích ăn lưỡi. À, các nghệ sĩ á, những người nghệ sĩ họ cúng heo á, con heo đó riêng của họ, và cái lưỡi heo đó họ thành thuộc, họ không có thể, họ mua một nguyên con heo họ để lại, không phải là bỏ mà để lại đó, chia sẻ cho những nghệ sĩ khác, những người khác cùng mở tiệc. Nhưng cái lưỡi heo và cái đuôi heo và chân heo thì họ vẫn luôn lấy để chi, họ ăn. Cái lưỡi heo là ăn để nó nói chuyện cho có duyên. Còn cái đuôi người ta tượng trưng cho là, người ta nói là đầu xuôi thì đuôi lọt. Còn chân là chi? Là để đi mà nghệ sĩ người ta cần đi đã được nhiều show thì anh di chuyển anh mới được đi, đúng không? Đó, cho nên nó có cái tích đó. Khi cúng con heo, nghệ sĩ thường thích nhất cái người chủ của cái con heo đó, họ cúng á, họ thích ba cái món đó: lưỡi heo, đuôi heo và chân heo ha. À, ok sushi, vừa rồi là mình nói về cái tích của lưỡi, đuôi và chân heo. Còn bây giờ đây, một số fan của Gin luôn luôn hỏi mình khi mình livestream, họ không bận tâm cái người chủ của livestream đang muốn nói cái gì và làm gì, họ chỉ cần biết có Gin hay không Gin. Thì ok, thì đây xe là Gin của các bạn đó. Đây để cho fan của Gin nhìn thấy Gin trước cả, rồi xong rồi mình nói chuyện. Và mình là rất là khó tính, ok hả? Đây ghế luôn đây. Anh Thanh ơi, nó ở đây có chưa được phải không? Còn cái chưa được nè. Ok, ra quay cái mông nó phải kìa. Ok rồi, xong phần của Gin. Giờ chúng ta nói chuyện tiếp nha, fan của Gin. À, mình quay lại phim của Ngôi Sao Khoai Tây. Có thể cái này là mình không có trách của các bạn, dù gì các bạn cũng là một lượng fan lớn của ủng hộ phim của mình. Thì trước tiên là đương nhiên là các bạn là fan của Gin thì ủng hộ phim là đúng rồi, là trước tiên các bạn khi coi phim các bạn là nghĩ đến Gin. Nhưng bù lại cái thần tượng hay là cái mà mình thích đó, mình để trong lòng, hoặc là mình có thể bằng cái trang cá nhân của anh Gin các bạn có thể bày tỏ bên đó. Còn đây là trang của chú, thì có nghĩa là nhiều khi tụi con cứ vô khi chú đang nói chuyện mà tụi con chỉ biết quan tâm đến fan, đến cái thần tượng của con thì làm chú cũng hơi khó chịu. Mặc dù không phải là cái này điều ích kỷ, nhưng có nghĩa là chú livestream là chú nói chuyện chung với rất nhiều người chứ không phải là riêng của tụi con. Chú chỉ có trả lời cái chuyện con bệnh Gin. Và cái thứ hai nữa đó là trên kênh YouTube tụi con cứ chỉ có biết comment anh Gin, nhưng đã coi phim có anh Gin mà muốn ủng hộ cho anh Gin được tốt á, thì các con phải nhìn phim một cách công bằng nhất. Những nghệ sĩ khác, ví dụ như chú Việt anh Tuấn, chị Xuân Nghi, chị Phương Dung, anh Đình Hiếu, Cách Liên, anh Huy Khánh, anh Huy Khánh, rồi anh Nhã Phúc Vinh, họ diễn những cái vai rất hay. Cái tập đó họ diễn cái vai của họ rất nhiều và rất hay, theo chú là như vậy. Và cũng có nhiều số người đều nhìn thấy, nhưng phần lớn tụi con không quan tâm những nghệ sĩ khác, như thế là không công bằng. Ok, có thể là các bạn, các con sẽ khen anh Gin, nhưng bù lại các con cũng nên có một tí động viên cho những người nghệ sĩ khác. Tại vì thật sự ra trên kênh YouTube á, những nghệ sĩ buổi tối họ vẫn xem lại, họ xem lại xong họ coi những comment. Mà này, các thành phần lớn là fan của Gin vô là toàn comment, toàn là cứ Gin dễ thương, Gin như vậy. Mặc dù Gin chỉ xuất hiện chỉ có một phân đoạn, trong khi tập chính là những nghệ sĩ khác. Tụi con cũng nên công bằng tí xíu, đó là một cách ủng hộ. Ví dụ như là cứ góp ý thật của bộ phim thì nó hay hơn là tụi con chỉ có khen trời ơi Gin mặc áo đẹp quá, ơi Gin dễ thương quá. Cái này là chú không phải là chú ích kỷ gì, nhưng mà cái này là sự thật. Nó vì nghệ sĩ họ có một cái cảm xúc, họ rất dễ bị họ rất là dễ bị gọi là nó chạm cái cảm xúc của họ. Thành ra mình họ thấy một cái tập của họ diễn không, mà tự nhiên vô thấy toàn là cứ Gin đẹp trai, Gin mặc đồ đẹp quá, Gin dễ thương quá, trời ơi Gin nó. Nhưng các bạn không bận tâm những nghệ sĩ khác thì cũng một nỗi buồn đó. Cái đó là chú nói, chắc là chú không dám đào sâu vào ha. Giờ mình tao quay lại là Ngọc Anh à. Thật ra phim này cũng có mời anh Lương Thế Thành, nhưng mà Lương Thế Thành lúc cái thời điểm đó là đi Mỹ. Tina Nguyễn,
Nguyễn Hữu Hồng Thanh từ nãy giờ vẫn có nghe đó hả? Vẫn nghe những cái tâm sự của mình hả? Không, thật ra là chú lớn rồi, chú không nên nói chuyện này. Cái chuyện này thì nó thật ra là giống như mình bị ích kỷ với. Nhưng mà cái này là cái tâm lý thật. Để tại vì chú muốn cảm xúc của những nghệ sĩ khác và những diễn khác của chú nó luôn đông đầy ở trong bộ phim, để họ cảm giác khi họ có một cái bộ phim của họ, thà chê thẳng họ, ồ diễn dở quá, ồ diễn hay quá, nó phải công bằng ở trong một tập phim. Hồi nãy giờ fan của Gin nghe rồi chứ hả? Cảm ơn anh Na Ngô. Không, anh Na Ngô ơi, tại vì sao thú thật nó như thế này nè, anh Na Ngô. Khi sản phẩm của mình làm ra, bạn sẽ để ý những diễn viên của mình. Các bạn sẽ thấy được về diễn xuất của họ. Tại thú thật là Trung đã từng... Cái căn bản diễn viên của Trung á, được đào tạo tốt từ trong trường. Thành ra cái căn bản đó, cái diễn xuất đó, Trung sẽ rất áp dụng kỹ khi phần diễn viên diễn. Thành ra khi mà Trung chỉ đạo diễn xuất á, cái cách của Trung nói chuyện cho họ dễ hiểu và tính như vậy, khi họ diễn xuất thì các bạn thấy phim của mình phần lớn diễn viên diễn rất chi tiết và rất xuất sắc. Và diễn xuất có thể các phim khác thì mình không sao, nhưng mà phim mình, tại vì mình lợi thế của mình xuất thân là từ diễn viên, thành ra mình rất đặt nặng vào cái phần diễn xuất trước. Và phần lớn mình luôn luôn kiếm cái gì đó để cho diễn viên họ diễn trong cái phân đoạn đó. Tại sao các bạn để ý nè, tại sao họ ngồi chỗ đó, tại sao họ đứng lên họ cầm cái đó, tại sao họ đi, tại sao, điều đó có lý do hết, chứ không phải, chứ không mình không có ép diễn viên của mình là hãy ngồi ở đó để tôi lấy được khung hình đẹp. Mình thì không thích như vậy. Mình thích lý do tại sao diễn viên của mình lại ngồi ngay cái chỗ đó chứ không phải ngay chỗ kia, tại sao cái câu đó diễn viên của mình lại đứng lên, nó đều có lý do hết đó các bạn. Đó nên thành ra các bạn sẽ nhìn thấy cái diễn viên của mình á, luôn luôn có cái để diễn. Ví dụ như tại sao họ ngồi ở đó, họ cầm cái vật đó lên họ diễn, mình luôn luôn tạo cái cảm giác cho diễn viên mình nó được thoải mái và tự nhiên nhất. Đó là cái cách mà mình làm, chứ mình không có bắt buộc diễn viên ô tới đây hai bạn đứng dậy đứng ngay đó để tôi kẹp máy chụp quay sẽ đẹp xong khi các bạn thoại hết rồi các bạn đi ra khỏi khung hình. Tôi không thích vậy, mà tôi thích tại sao lý do họ, tại sao họ lại đứng đó. Đó là cách của phim của mình. Thành ra các bạn sẽ thấy được diễn viên của mình diễn rất tự nhiên. Thu Ngân Nguyễn Thị, Dương Minh Chiến, không, chú hơi bị tự tin á, có thể là tại vì chú để đầu tóc này nè, nhưng khi chú cột tóc lên thì nhìn chú sẽ trẻ ra, chú hơi bị tự tin. Nhiều người cứ nói là tại sao chú nhìn chú hoài vẫn cứ không thấy già. Chú ơi cho con ké với Mỹ Hân, mọi người đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra và đang chặt đồ ăn. Thu Trần, chú Trung vẫn là đẹp nhất. Ngô Tuấn Lĩnh, thank you. đúng là với con người khi ai đó khen mình có thể từ chối, thôi mà tôi là đẹp gì tôi không thích gì, nhưng vẫn thực được mát lòng ha. Mặc dù mặc như con quỷ mà được khen đẹp thì tự nhiên mình khoái khổ thiệt. Con người cũng không khác hẳn như thần tiên. Đôi lúc khen đẹp cũng thích chứ hả, mà tôi chưa bao giờ biết được thần tiên như thế nào. Chú ơi cho một con vé làm học trò của chú ơi. Chú Nguyễn Hoài Phong, chú chưa đủ đẳng cấp để làm thầy ai hết cả. Tại vì cái tính của chú không thể nào được làm thầy ai được hết. Cái tính của chú lâu cá lắm. Tính của chú nó gọi là, dùng cái từ là không phải lâu cá mà gọi gần như là từ, có thể gọi là mất dạy cũng được. Ok. Thì chú hay chọc hết người này đến người khác, hay chú, hay chú vô Facebook chú chọc cái comment, thành ra chú chưa đủ tư cách để được làm thầy đâu. Chú không dám nhận ai hết cả. Ok, Thái Khải, thank you nha. Củ hành tím, ăn cơm chưa anh Trung? Ok, mọi người đang chờ để chặt heo, vì hôm nay là cúng tổ. Hôm nay là ngày cúng tổ, thành ra là mọi người đang chặt heo. Mà đúng, mình đang muốn review tí xíu về phim của mình. Như Thủy Đào khen về cách nói chuyện của mình giọng ấm ha. Không phải đâu, tại ở đây là mình đang ngại, mình không dám nói lớn. Phía xa là anh em nghệ sĩ họ đang ngồi
phải chuẩn bị ăn chứ không phải là gọi là nhậu nhẹt, vì chỉ có được phép trong một tiếng đồng hồ để nghỉ trưa, thành ra mình tranh thủ mình livestream. Thì bạn chưa thấy mình làm việc đâu, mình la mình hét dữ lắm, mình la mình hét thì lúc đó bạn không còn khen mình là giọng ấm hay trầm nữa. À, em vẫn yêu thích từ các series trọn đời bên em. Ok, thank you nha Nhân Anh Lê. Quý cô tuổi Sửu, con là con thích nhất hết tất cả các những nhân vật trong phim và thích luôn chú đạo diễn. Ok, thank you con. À, thật ra các bạn nào đã thích mến mình á thì gần đây xin ủng hộ giùm phim của mình Ngôi Sao Khoai Tây đang phát ở trên HTV7 lúc 19:55. Đó là cái cách thể hiện mến mộ mình cũng như mến mộ những nghệ sĩ. Thì vì các bạn chỉ cần việc bật TV lên và ngồi theo dõi câu chuyện thì đó là một cách mà các bạn ủng hộ cho phim của mình ha. Chú Trung, sức khỏe phim Ngôi Sao Khoai Tây hay quá, càng xem hóng phần sau. Ok con Quốc Khánh ơi, chú cảm ơn con, cho dù rằng chỉ là một hai người xem nhưng chú vẫn những người đó. Ok em. Anh Nguyễn Thừa Sang. Lê Thu, phim này hay lắm chú ơi. Ok, thank you nha. Đúng là khi bạn khen như thế này thì có nghĩa là bạn đã có xem phim của mình. Cũng có thể là bạn xem phớt qua, nhưng mà dù gì nó cũng là một cái lời động viên cho anh em ekip phim của mình. Mình vừa ăn vừa nói chuyện được không ta? Được ha. Nó hơi bị thiếu tới nhì tới xíu, nhưng mà thực tế là đoàn phim chỉ có một tiếng đồng hồ. Chỉ có một tiếng đồng hồ để ăn uống, thành ra là thôi ở đó bên đó mọi người đang ăn, mình khó nói chuyện lắm. Mình sẽ ngồi riêng tí xíu. Ê! Ê, anh ơi, cái ghế nó gãy luôn rồi, anh chị Trung. Cái ghế nó gãy rồi. Bữa nay trưa nay đoạn làm cơm hả? Đây, con đây nè, ngồi chỗ đây. Phải để vậy chứ không vui. Ủa, tôi đang livestream mà ai uống ráng chịu nha. Mình chào các bạn. Chúng ta cùng cụng ly bia đi. Chịu vô ăn đi. Dạ từ từ anh ơi. Một. Uống một lon thì được nha, đừng uống nhiều nha. Chỉ cho nó tiêu hóa tốt thôi nha. Uống lon vô xỉn thì vô có quay được. 1, 2, 3. Vô. Ok. Ok nữa. Tưởng khui đi con. Em. Vô nè, vô nè. Trời ơi. Nhà anh. Ở sâu luôn kìa. Thanh xích qua bên đó một. Em ra đâu phải, nhưng cái dân đâu nó uống bia lắm. Hả? Dân mà uống bia. Anh Trung ngồi đâu? Anh Trung ngồi bên Trung ha. Rồi. Anh ngồi giữa nè. Nhắm môi thì được. Nhắm gì anh ơi, hít chai lon vô. Mình anh lo để tất cả mọi người trong này. Ok. Cái tự nhiên nhất không? Ok. Em nói cũng đúng. Đang review phim mình. Ok. Tại vì thật sự ra vô ngồi trong bàn này rồi thì cũng khó nói chuyện, tại vì mọi người họ ăn uống, mình cũng hơi bị khó nói chuyện. Nhưng mà mình sẽ bây giờ đang nói chuyện mà tự nhiên ăn mà tôi đang ăn như vậy thôi, nó mất lịch sự quá. Ok. Để tôi ra tôi nói chuyện. Mọi người cứ ăn đi, ăn. Chút để cho mình bánh hỏi với tí xíu thôi. Không, chút nữa anh ăn xong. Cứ mọi người cứ ăn đi. Cho anh ơi. Tại vì thú thật là đang nói chuyện với các bạn mà bỏ đi ăn như thế tôi thấy mất lịch sự quá. Tôi thấy không tôn trọng các bạn. Nhưng mà ok, mình quay trở lại ha. Đó, giờ cứ cho mọi người cứ ăn đi. Rồi còn tôi thì tôi leo lên xe. Tôi leo lên chiếc xe của tôi nói chuyện với bạn các bạn thêm 10 đến 15 phút nữa thì tôi vô tôi ăn khoảng chừng 5 phút. Xong rồi tôi làm việc. Ok. Trịnh Yên Trần, Gin xinh, Gin đẹp trai ha. Ok con. Lương Thanh Thanh, idol ăn đám mà vui ghê. Không phải đâu Lương Thanh Thanh ơi, nó không phải là gọi ăn đám đâu. Vì hôm nay là ngày giỗ tổ nghề. Nói ngày giỗ tổ nghề chính là ngày hôm qua, nhưng hôm nay đoàn phim sẽ tổ chức thêm một lần nữa. Cho những anh em nghệ sĩ nào mà họ chưa có cơ hội được thắp cái nhang á, thì và đồng thời nó cũng xuất phát từ cái tâm
thì nó trong 3 ngày, ngày hôm nay và ngày hôm qua mà hôm qua là ngày chín và ngày hôm kia. Rồi xong bây giờ mọi người chỉ được nghỉ một tiếng đồng hồ để ăn cơm, thì sẵn đồ ăn đó họ dùng thôi chứ không phải là ăn tiệc tùng gì đâu. Ăn đi chú chí lĩnh thôi, chú thấy mất lịch sự lắm. Thà chú ngồi nói chuyện thế này 10-15 phút nữa là chú tắt. Chú ăn đi, khi khác like, Văn Tài ăn nói chuyện, thành ra tôi hứa bằng, ok. Chú cứ ăn và nghỉ như lê, như vậy mất lịch sự, chú không thích như vậy. Ok, con cứ đừng bận tâm về chuyện ăn đâu. Nga đổ, ăn đi anh, chứ nói chuyện, anh đói bụng đó, anh chỉ có 5 phút anh ăn thôi. Chú thấy con không, Huỳnh thì của, cái con như lê, như lê. Anh Ghiên, chú đã nói rồi, anh Ghiên từng nãy giờ đang ăn cái kia. Gọi tên em đi, Nguyễn Alice Elskai, Lâm Trấn Khang. Chào anh Trung. Ok, Nguyễn Thi. Nguyễn Hữu Hồng Thanh, bữa nào up phim cho em tài trợ 10 cái cua nha. Khỏi đi Nguyễn Hữu Hồng Thanh nha, em lỗ chết luôn á. Nha, anh cảm ơn nha. Em có vậy là em vẫn có lòng tốt. Nguyễn Hữu Hồng Thanh lâu rồi, em còn đi cũng tổ chứ hả? Chú ăn đi, không đói đó. Ok, cảm ơn Ngọc Ngân, không sao con. Con chào chú Cường Quỳnh. Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh của quý cô tôi sủ. Nhân dịp ngày giỗ tổ xin kính chúc cả đoàn và mấy anh em ở Kiếp có nhiều sức khỏe luôn, may mắn. Và cảm ơn nhiều nha quý cô tôi sủ. Ok, ăn đi em, ăn đi, đừng bận tâm anh chỉ cần để anh mấy miếng bánh hỏi với mấy miếng thịt là xong rồi. Anh thích ăn bánh hỏi. Chưa có tập 32. Trịnh Yên Trần, thank you nha. Chú thấy con không? Trung Hiếu Vương, Ngô Tướng Lĩnh. Chú Trung cười cái cho mọi người vui. Ok. Tô Hữu Bằng, ăn đi anh không, chú Kim ăn hết đó. Lê Thu, chú mấy tuổi rồi chú? Con cứ, chú thì lớn tuổi rồi nhưng mà con cứ nghĩ tâm hồn của chú là 14 tuổi là được rồi nha con. Con cứ coi chú là không cần tuổi tác của chú bao nhiêu, chỉ cần biết cái tâm hồn của chú là 14 tuổi. Nhưng mà khi chú làm việc thì chú cái tánh của chú 90 tuổi, một ông già khó tánh. Nhưng suy nghĩ của chú thì ở lứa tuổi 30 cho tới 50. Không ăn chút xong kịp Đặng Ngọc Tài, chỉ cần mấy miếng xong vừa lúc xem con sẽ trọn đời. Ngô Minh Triết, thank you nha. Chú làm việc nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ok thì của thank you con. Chú ngồi trên xe không nóng, nóng chứ con? Nóng lắm, nhưng mà tại vì đang nói chuyện á, mình né ra. Bên kia mọi người đang ăn, mình cứ nói chuyện làm cho họ sẽ mất tự nhiên của họ. Có ốp phim ngoài Hà Nội không chú? Không con, Văn Tài, chú không có ốp phim ngoài đó nha con. Chúc cả đoàn thật vui nha. Chú hãy nghỉ ngơi, cười híp hết mắt à. Thôi con, thôi Trần. Chú cười như đã đủ xấu rồi, bắt cười híp mắt nữa, mặt chú ghê lắm con. Chú Trung 16 tuổi nha con, nha mọi người. Ok, cậu ba Hồng Nguyệt. Mỹ Hân, con thấy chú làm việc rồi, căng như dây thun. Ok con, đúng rồi, tính của chú khi chú làm việc rất là căng. Mặt chú đâm, hơi bị khó chịu. Nhưng mà bình thường thì với anh em, có nghĩa là chú rất rõ ràng, làm việc ra làm việc, giỡn là giỡn. Khi nói chuyện với mọi người là ra nói chuyện với mọi người, và nói chuyện với đồng nghiệp thì hơi bị lấu cá, hay chọc người, anh em nghệ sĩ. Trong mắt con chú như là một thiên thần có cánh. Ok, ngồi tướng lĩnh cái câu trong ai tốt hơn ai, anh đù. Con thấy chú cũng men lắm như lê, nhưng mà thật ra chú rất dễ vỡ. Đôi lúc chú cứ nhìn chú như một đứa con gái hả. Chú giữ gìn sức khỏe, cảm ơn nha như lê. Trần Yên Trần, chúc chú làm việc tốt, ra nhiều phim hay. Ok, thank you. Chú dễ thương. Thiên Bình HD, chú không thấy con buồn. Có Thiên Bình HD. Minh Nhật, sao chú không diễn hài vậy? Minh Nhật ơi, thật ra chú vẫn diễn, trước đây chú vẫn thường diễn sân khấu Nụ Cười Mới. Nhưng mà gần đây thì vì gì có những cái nó mình không cần nói nữa. Có lần chú đã lên báo nói rồi, thì sân khấu bây giờ rất là khó khăn vì không thể cạnh tranh nổi những các bộ môn khác của thành ra sân khấu Nụ Cười Mới bị đóng cửa tạm thời. Có nghĩa là tạm thời đóng cửa thôi, nhưng đến một ngày nào đó
sẽ mở lại, thì cho chú là cái chính của chú, nghề chính của chú vẫn là diễn viên sân khấu, chú vẫn diễn ở Nụ Cười Mới. Đó, cho làm gì làm, chú cũng không bao giờ bỏ cái nôi của chú là diễn viên sân khấu hết cả. Và một thật sự ra, ngay cả những diễn viên đang diễn phim này nè, nếu mà gốc của họ từ sân khấu ra, họ không bao giờ bỏ sân khấu đâu. Họ luôn luôn giữ cái nôi sân khấu, tại vì sân khấu nó rất hay nha các bạn. Cái sân khấu nó như thế này nè, có thể các bạn đi 10 phim, 20 phim, nhưng luôn luôn các bạn luôn, nếu mà cái người mà có nghề, vẫn còn giữ nghề á, họ luôn luôn thích được đứng ở trên sân khấu, đến sân khấu chi, họ nuôi cái cảm xúc đó rất hay. Tôi bảo đảm luôn, có thể các bạn diễn viên phim, có thể đi phim, chục phim, 20 phim, nếu xuất thân từ dân học trường sân khấu ra, mà chỉ cần tôi nói 3 tháng không đứng trên sân khấu, 3 tháng không đứng lên sân khấu, khi quay trở lại, tay chân của mình sẽ rất lý thấy rất thừa, và cái không khí đó tự nhiên cảm thấy bị khớp, nó không được thoải mái tự nhiên. Nhưng khi các bạn được trôi luyện từ sân khấu ra, và khi ra nghề làm phim, nếu cảm xúc biết giữ nhẹ một tí xíu là hợp, nó biết sự điều hòa của giữa sân khấu và phim. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ mà xuất thân từ sân khấu, học ở trường điện ảnh ra, họ hay lắm. Bây giờ họ diễn sân khấu rất nhẹ nhàng, họ diễn sân khấu nhẹ nhàng và từ cái đó họ đem ra phim. Nhưng mà những bạn mà đã từng đứng sân khấu rồi thì tôi nói sẽ ra phim, coi phim và cảm xúc của diễn của ở phim á, họ hiểu, họ diễn rất tốt. Thành ra cái cảm xúc của sân khấu đừng bao giờ bỏ, nếu như những người mà thực sự có nghề về sân khấu. Cho nên tôi luôn giữ cái nôi sân khấu, tôi không bao giờ tôi bỏ cái diễn viên sân khấu của tôi đâu. Hôm qua có xem lại Ra Duyên Cưới Em, ôi trời ơi, cái đó cũng lâu lắm rồi. Và cái thời đó là đình đám của cái vở đó được diễn chung với anh Hoài Linh, diễn chung với Nhật Cường. Lúc bản thân cái vở đó mình nói phải nói là lúc tập là đã cười chết rồi. Và khi ra diễn thì công nhận có sự đón nhận của khán giả Ra Duyên Cưới Em rất tuyệt vời. Phim hài mà chú căng quá có ảnh hưởng tâm lý diễn viên không chú? Ngọc, chú căng là chú căng làm việc. Chú cũng không biết nữa, nhưng mà chắc cũng có sẽ ảnh hưởng tới tâm lý diễn viên. Nhưng mà con đã có xem phim của những cái sản phẩm của chú rồi, con có thấy diễn viên của chú có bị ảnh hưởng không? Chắc chú nghĩ là không, tại vì chú diễn viên khi họ làm việc á, như chú á, nhất là đặc biệt những diễn viên hài, họ rất khó. Khi đạo diễn đưa ra một miếng hài đó mà cảm thấy họ biết rằng miếng đó sẽ không cười, thật sự nha. Tôi nói không phải nói gì đây, mà đây là đúng. Mấy diễn viên hài á, diễn hài họ khó lắm. Một đạo diễn ra chỉ đạo của chỉ đạo và diễn xuất cho họ, chỉ đạo miếng, đưa trò, đưa miếng ra. Tôi nói ngay lần đầu tiên, tại vì hài có thể bạn có thể diễn bi kịch được, có thể diễn chính kịch được, nhưng cái hài là cái trời cho, không thể nào muốn là được. Cho nên ngay cả đạo diễn cũng vậy. Đạo diễn nếu như mà đưa ra tình huống, đưa ra câu chuyện tới chỉ đạo diễn xuất, anh ơi, anh diễn như vậy không được, anh nên diễn cái câu thế này. Nếu những diễn viên hài kỳ cựu, họ nhìn, họ kinh nghiệm, họ biết cái đó sẽ không cười, họ bẻ lại đạo diễn liền, họ bẻ lại. Nếu có họ làm có đi nữa thì họ cũng miễn cưỡng. Cho nên cái này là cái cảm xúc đạo diễn phải hiểu được. Thành ra khi đưa ra làm việc cái diễn viên hài, đạo diễn cực kỳ phải tinh tế về cái mà nhìn quan sát cái diễn viên hài đó. Nếu bạn đưa ra miếng trò đó mà biết không cười, mà diễn viên họ làm kiên cường á, là mình nhìn thấy, là mình hiểu được. Tôi nói như có một lần trong cái phim Gia Đình Là Số 1, tôi làm việc với Diệu Nhi hay lắm nha. Tôi biết tôi làm đạo diễn hài rất nhiều. Khi tôi đưa, đương nhiên trong 100 miếng tôi sẽ có 1-2 miếng gì đó, hoặc bao nhiêu miếng đó diễn viên họ không diễn được, họ sẽ kiên cường, họ sẽ nói rằng, tại vì tôi đeo tai phone mà, tôi đeo cái tai phone nghe âm thanh ở ngoài, họ sẽ nói miếng này cười ông trời, miếng gì vậy, miếng gì vô duyên vậy, họ sẽ nói phản ứng cái đó. Hoặc có những một số diễn viên họ sẽ nói lại luôn, miếng này không cười đâu anh Trung ơi, tôi sẽ thuyết phục họ. Ok, nhưng mà phần lớn tôi bị tự tin một cái là cả đời tôi làm nghề đạo diễn này cũng 20-mấy năm rồi, phần lớn là diễn viên hài họ đều tin tôi. Cái này tôi hơi bị tự cao,
họ đều tin tôi khi là được làm việc với, khi họ cộng tác với tôi, họ luôn luôn tin những trò, những miếng, những tình huống khi tôi đưa ra, họ đều làm theo tốt. Nhưng cũng có đôi lúc, Diệu Nhi rất tôn trọng tôi, và khi làm việc xong, khi tôi đưa miếng ra, Diệu Nhi vẫn làm theo. Khi có ai diễn xong, anh thấy kỳ kỳ, thì anh hỏi sao vậy Nhi? Nhi nói, em thấy miếng này nó sao sao Trung ơi, sao em thấy nó kỳ kỳ? Ok, tôi hiểu, có nghĩa là cô ta vẫn làm theo. Nhưng sau đó là cô ta mới nói, còn đời tôi cũng có gặp nhiều diễn viên, họ cũng có lúc họ nói thẳng luôn, cái này kỳ kỳ. Tự nhiên tôi bực lắm, tôi hơi bực. Như điển hình trong cái bộ phim này, phim Ngôi Sao Khoai Tây, thú thật, ngay những ngày đầu tiên, xin kể cho các bạn nghe, phim quay được khoảng chừng một tuần, tôi với cô Tam Triều Dân có gây lộn với nhau, và tôi đã lớn tiếng với Tam Triều Dân ở giữa đoàn. Tam Triều Dân có khóc, và sau đó tôi có gọi điện cho Tam Triều Dân, tôi xin lỗi, và tôi nói với Tam Triều Dân rằng khi làm việc với anh, em phải tin anh thì em mới làm được. Tại vì Tam Triều Dân chưa bao giờ diễn hài hết cả. Tôi nói là Dân ơi, em phải diễn như vậy. Dân nói em chưa bao giờ diễn cái kiểu đó. Có nghĩa là cái cảnh đó, cái cười. Dân nói rằng em không bao giờ diễn như vậy được, như vậy là over. Ok. Tôi mới nói là em ơi, đây là sitcom, anh hiểu, em là một cô đào, bắt em diễn over như thế thì nó sẽ rất khó diễn cho em. Nhưng đây là sự sitcom. Em, nếu như em có diễn một màu một cô đào, khán giả sẽ rất nhàm chán. Đôi lúc em cũng phải có một tí xíu gì đó hài hước. Đôi lúc em cũng phải có một sự over để cho cái nhân vật của em nó màu sắc hơn. Em cứ thử nghĩ trong cuộc sống của em, em cứ đôi lúc có bao giờ, tôi xin lỗi các bạn, cả đời của các bạn, ngay cả một thầy giáo đôi lúc có bao giờ chửi thề không? Có chứ, có đó. Có thể cái người ta tức, người ta chửi một mình, đó là một cái sự phá cách. Thì ngay cả tôi muốn nhân vật Sunny của tôi, đôi lúc nó một cô nhân vật trong sáng, nhưng đôi lúc cũng cà chớn, cũng lấu cá, nó cũng như cuộc sống đời thường ha. Ý tôi là vậy. Ok. Ở Thiên Bình, quê anh hả? Ở xa lắm, xa thật là xa, nhớ mấy cho vừa, cho hiểu lòng nhau. Bà má ơi, Nguyễn Hữu Hồng Thanh, em xin phép giọt đi giao cua nha. Ok, từ nãy giờ em vẫn còn ngồi nghe anh nói nhảm đó hả? Em thần tượng anh đến nổi vậy luôn á, Hữu Hồng Thanh. Chú bao nhiêu tuổi rồi chú? Con nãy có người hỏi chú bao nhiêu tuổi rồi. Chú có nói rằng thế này, cứ xem chú, đừng bao giờ bận tâm chú, và cái xem chú có suy nghĩ của một cậu bé 14 tuổi. Chú, nếu sau này có phim mới, chú Trung luôn mời anh Gin và chị Diệu Nhi ha. Nó phải hợp vai con ơi, chứ không phải phim nào cũng nhét anh Gin. Nhét anh Gin vô, tụi con có toàn lo coi anh Gin, không thèm coi những diễn viên khác. Chú đôi lúc chú cũng buồn. Nếu thật sự ra, nếu sự công bằng, anh Gin ok. Anh Gin có thể là các bạn, các bạn khen anh Gin 10 thì cũng phải dành tí xíu 4 cho những nghệ sĩ khác. Như thế là nó sẽ sự công bằng hơn. Đây là các con nên đang coi phim anh Gin đóng, thì các con phải là đừng coi mình anh Gin, mà hãy coi nhân vật anh Gin thể hiện. Mà giả là coi nhân vật anh Gin thể hiện thì có nghĩa là phải coi phim. Phim chú Trung Toàn là hay không? Thính kêu con nghe Như lên. Dạ Thanh Hà xin chào. Có gì được gặp chú một lần thôi. Tina Tô, gặp chú rồi quải thêm. Cứ như thế này để cảm thấy, để cảm giác vui vẻ lẫn nhau, thần tượng với nhau, nói chuyện. Có thể nãy giờ nói chuyện vậy chú đâu có dám chửi thề đâu, đúng không? Rồi khi mà thân với chú rồi, chú bực lên chú lại chửi thề, nó lại mất đi hay. Cứ thế này là hay hơn. Anh cứ trả lời là anh chưa được 18 tuổi nghe đổ. Thấy em không Quỳnh Nhi? Ok Nguyễn Hoàng Vĩ, con nhớ câu á đù của chú quá. Ok con. Nguyễn Hữu Hồng Thanh, em chưa đi giao cua nữa hả? Nguyễn Hữu Hồng Thanh, sao em nhây quá vậy? Em đi giao cua đi, em đi bắn cua đi.
Ngô Tuấn Lĩnh, ai cũng dễ thương hết cả. Ok, Văn Tài ủng hộ hết đoàn phim. À, Trung Bình, chú Trung, à, có vẻ Sóc Trăng quay không chú, quê con đó. Ô không con, chú bật mí, chú là người miền Trung nha. À, chú chào con đi, con sợ chú lắm à chú Hữu Hồng. Trời ơi má ơi, Hữu Thanh Tùng, một nhân vật các bạn còn nhớ anh Hữu Thanh Tùng không? Cái anh chàng mà trong phim Gia Đình Số 1 đóng vai anh chàng anh chàng yêu thầm cô Sam, thím Sam á, là một anh chàng gọi là thám tử. Anh Hữu Thanh Tùng này tôi cũng thú vị nhân vật này ở ngoài đời. Tôi luôn luôn tương tác với nhân vật với Facebook của anh Hữu Thanh Tùng lắm các bạn. Tôi hay chọt. Hiện bây giờ tôi thú thật, tôi có những Facebook mà tôi thường tương tác với nhau và tôi thường chọc, đó là thứ nhất anh Lương Thế Thành. Anh Lương Thế Thành có vẻ là cái người mà tôi thường ngồi uống cà phê nhiều nhất. Nhì là anh Tiến Lực, chồng chị Thu Trang. Ba là Hứa Minh Đạt. Bốn anh Hữu Thanh Tùng. Năm anh Lê Hoàng. Sáu anh Mr. Bean. Mr. Bean có nghĩa là anh Quốc Thuận á. Bảy Đỗ Đức Thịnh, đạo diễn chồng của Lê Thúy. Tám là trời tự nhiên quên tên gì, Đức á, Tạ Anh Đức. Ok, những người mà tôi thích gần gũi và thích chọc nhất. Bữa mới thấy anh đẹp trai quay phim trong Ion, đúng rồi công ngụy. Anh bối cảnh anh ở Ion, ở bên Thuận Kiều Plaza, ở bên gì ở quận 2 á ta. Những cái siêu thị á. Nguyễn Hồng Thanh. Ở thì đó có Đức Thịnh rồi. Đúng rồi, Nguyễn Hữu Hồng Thanh. Có Đức Thịnh trong đó. Quỳnh Minh Nhật. Ok, anh Lý Hải cũng lâu lắm rồi không có gặp, chỉ có gặp nhau trên Facebook và nói chuyện qua điện thoại. Tại vì cái bộ phim này nó ngốn thời gian của Trung quá. Trung phải từ dậy từ 5 giờ rưỡi sáng, đi làm cho tới 11 giờ khuya mới được về tới nhà. Thành ra là còn những ngày nghỉ, một tháng chỉ nghỉ được mấy ngày, 3 ngày là phải chạy lên phòng dựng để vừa dựng phim để cho kịp phát sóng, rồi còn dành thời gian để vừa dựng vừa ngồi chỉnh sửa kịch bản cho nó hợp với người Việt, văn hóa Việt. Không, Thảo không phải là thích anh Gin. Trời ơi, ở trong đoạn phim chú với anh Gin là thân nhất lắm nha. Anh Gin là chú, ngay cả anh Việt anh Tuấn, mọi người, chị Phương Dung, những người lớn tuổi thường nói với anh Trung là rất thiên vị với Gin. Gin hư không bao giờ thấy la. Thật ra Gin rất dễ thương, Gin cực kỳ dễ thương nha. Chú nói một lần nữa, chú phải nói là chú khen cái tánh của anh Gin. Đúng, anh Gin cực kỳ dễ thương, rất nam tính và rất đôi lúc nhìn thấy như một cậu con nít. Đôi lúc sự nhũng nịu của cậu ấy, nhưng mà cậu ấy bị có một cái tật đó là cứ cà bơ. À, chuyện của ai mà kệ. Ok con, Quỳnh Thị Của. Đây Thu, ăn cơm đi chú, để đói. Thôi bây giờ đến lúc là mình phải chia tay các bạn rồi, để quay lại ăn cơm. Long Trương ơi, con cái tiểu phẩm con này le từ cách đây gần 20 mấy năm rồi, không còn nhớ nổi nữa đâu. Thanh Hà ơi, mình có vợ và ba con rồi. Hãy mỉm cười, anh cũng dễ thương y vậy mà. Anh già rồi, không có dùng từ dễ thương nữa, mà gọi là sao ta? Mấy ông già thì gọi là họ biết suy nghĩ rồi, hay là gọi là họ trưởng thành. Thật ra cũng chẳng trưởng thành gì, cũng đôi lúc cũng bị mấy đứa nhỏ nó chửi hoài. Thiên Bình HD, chắc vậy đó con cứ cho vậy đi, con đừng bận tâm chuyện tuổi của con chú nữa. Thôi tạm biệt mọi người nha, giờ đến lúc mình đói rồi. Mình vô mình phải ăn thôi, mình chỉ có được 5 phút đang. Bây giờ mọi người cũng đã quay rồi đây. Phía xa, đừng đợi. Kêu con đầu khốn tổ luôn hả?
Ôi tàn nhẫn như kêu con đậu đậu cũng tổ luôn hả? À, bây giờ mình chỉ vô mình đúng thiệt. Tại vì mình không có thời gian, tại vì ai biểu mình ra đây mình ngồi nói nhiều, thành ra mình chỉ còn thời gian ít giờ chuẩn bị vô mình ăn, ăn xong là mình quay rồi nha. Tạm biệt các bạn nha. Ok. À, Du Mi Thanh Trúc đẹp lão hả con? Ok, Mi Phạm đẹp lão. Lai con Út anh ghê, nhìn hàng giống anh. Ờ, Hương Hoan, nói đó mình gái Út của anh á, à, anh thích lắm luôn. Nói là mỗi người mà gần như là anh thích thay đổi á, con bé Út đó. Nếu đợi ý tí xíu là đầu tóc của anh bị ảnh hưởng gì nó đó. Cái đầu tóc nó sơ sát lắm, bù xù, che mặt kia nè. Ừ. Mà mắc cười lắm luôn, con bé đó nhìn cá tính kinh hồn luôn. Và mình lại đang đi theo cái hướng của nó. Và khi nó cột lên ở giữa, trời ơi, nhìn cái mặt cái cưng lắm. Không phải là con của mình ưa khen, nhưng mà thú thật con gái út của mình á, đến một ngày nào đó mà chắc mình phải live stream thử có nó. À, đến lúc mình phải chia tay các bạn rồi. Kìa. Các bạn rồi. Đó, cái này ngồi sang. Ok, thôi bye bye nha. Bây giờ mình phải ăn ở làm việc rồi các bạn ơi. Ờ, đó, lão ngăn đồng. Mày nhây lắm nha, hiểu rồi Thanh, mày đi giao cua đi. Ok, bye bye, bye bye. Thôi mình tắt ngang nha các bạn. Ok, mình tắt ngang nha.